chào bà con. Bây giờ mình đi tới một cái khu shop khác đấy bà con. Ở nơi đây thì coi như nó lớn quá chừng đi. Thì nếu mà mình thích lạc á, thì mình chỉ đi tìm một cái chỗ để tìm hiểu tin tức nên nó chỉ đường cho mình. Đây là quá trời lớn đi. Thì ở đây đây người ta xây quay ở thành phố, người ta mới xây đông người ra, người ta mới xây như kiểu như thế này. Thì ở đây là cái chỗ nó bán quần áo, thì mình cũng ghé qua đây để mình đi. Để đi ra. Cái đám này nó bán coi như về quần áo không đây. Thì ở nơi đây bắt đầu là người ta trang hoàng mấy cái Giáng sinh đây. Năm nào cũng vậy, tới cái tháng 10 bắt đầu người ta chuẩn bị đó. Rồi tháng 11 thì bắt đầu nó trang chuẩn bị nhiều hơn. Đó là cái cách thức ở bên Tây Phương á. Đặc biệt đó, cái đấy người ta trang hoàng quá trời đẹp nè. Thì Giáng sinh đến rồi đó. Rồi tháng 10 bắt đầu người ta chuẩn bị để nhắc nhở bà con để dành tiền. Dành tiền để mua sắm đồ. Thì người ta mua sắm nhiều thì tạo công ăn việc làm cho những người khác. À, đây là cây đám này là bán quần áo rồi bán mấy cái đồ trang mỹ phẩm. Thôi đừng dọn mấy cái kia nữa. Quần áo mày đang để đống ở nhà. Đó coi như nó trang hoàng quá chừng nè. Thì vừa rồi mình đi cầu thang này nó nhiều tầng lầu quá đi. Tí nị thấy cái áo đầm này không? Tí nị. À. Cái gì? Anh chẳng hiểu. Thôi. Đừng có dụ mất công tốn tiền. Cái này cái cầu thang này đi xuống là bị mình kiếm cầu thang đi lên. Anh nói ở trong đấy được nghe. Cái cầu thang đi lên đối đằng bên kia. Đó, thì cây ở đây thì nó coi như nó bán quần áo thì coi chủ yếu là quần áo rồi tấm mỹ phẩm hai cái chính, còn đồ điện tử thì nó lại nơi khác bà con, nó bán đồ điện tử thì ở nơi khác. Có nữa có nhiều cái thì cái thằng này là lớn nhất ở nước Úc, cái tiệm này nè lớn nhất ở nước Úc, nó bán đủ thứ hết. Rồi nhân công người làm trong này thì nó còn cái đúng là mỹ phẩm thì có bao gồm nước hoa, son, phấn này kia đủ trò. Rồi thì giờ mình đi lên thang máy rồi bắt đầu mình ra ca phạt. Rồi tới mấy tầng lầu á, thành ra nhiều khi mình tới đây mình ngán lắm, bị lạc hoài à. Thành ra cứ phải đi coi tin tức ở trong cái mình đánh cái tên tội mình đi muốn đi tầng nào đó thì bắt đầu nó cho mình biết. Đó, coi như bây giờ mình ra ca vạc nè. Hiện tại giờ mình đang ở cái lầu 6. Thì 6 nhưng mà thì nó phân chia ra. Nó màu tím rồi màu này màu kia, nhưng mà mình ở bên màu tím. Còn bên kia màu xanh nó cũng một tường tầng lầu á, nhưng mà nó chia ra cái màu á để mình dễ phân biệt. Không có lại thất lạc nữa. À, ngắn nhất là cái màn cứ vòng mà không thấy sót đâu chỗ mình muốn tới hay xe cộ gì đó. Ok, rồi bây giờ bắt đầu mình cũng chuẩn bị ra về để cho mấy người khác họ có chỗ đậu xe. Thì mình xong công việc của mình rồi. Thì bây giờ chạy cái đường đi ra cũng hơi phê, không biết đường nào tại lâu lắm mình mới tới đây một lần. Ok, rồi bye bye bà con nha. Bây giờ mình tiếp tục đi.